Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn search con token có ký hiệu là IOTX để tham gia một chương trình giveaway ăn chia tổng giải thưởng trị giá 200.000 đô la token RFT này bạn. Thì token RFT này nó đã có list trên sàn MIMO của bạn, đem có giá nha các bạn. Thì để đủ điều kiện thì các bạn cần có ít nhất là 1.000 trên 1.000 token IOTX để các bạn sẽ tách nha các bạn. Thì mình nói trước cho các bạn được. Thì con token IOTX này các bạn có thể lên sàn Binance hay là Huobi các bạn mua nha các bạn. Để mình coi có RFX đó. RFT này các bạn. Con này. Sau đó mình chọn BTT kìa. Một token là bao nhiêu ta? Một token là 17 đô các bạn. Khá là cao luôn các bạn. Nên các bạn sẽ tách nha các bạn. Rồi thì để sẽ tắt được thì các bạn cần có một cái địa chỉ Eobay nha bạn. Và các bạn mua con token IOTX nạp vào nha bạn. Còn này mình không hướng dẫn các bạn nữa nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào một start nè. Rồi các bạn bấm vào mi start nha bạn. Rồi các bạn bấm vào new start nè. Thì thông tin chi tiết của đây dưới phần link mô tả với video các bạn vào tìm hiểu nha bạn. Chứ thông tin nó một nồi luôn, mình làm cái video vài phút không thể nào cập nhật hết cho các bạn được. Sau khi các bạn bấm vào new start thì các bạn chọn cái đồng nào các bạn yêu thích, các bạn sẽ tách các bạn, đồng nào cũng được nha bạn. Thì mình sẽ tách con token Binance, mình sẽ vuốt con token Binance Staking. Hiện tại con số lượng nó có vuốt có cao nhất rồi các bạn, 106 này, 433. Rồi các bạn sẽ tách vào trên 1.000 nha bạn. Thì mình sẽ là sẽ tách là 1.100 tập bằng nhau tí. Thì để đủ điều kiện thì sẽ tách thì các bạn cần phải sẽ tách 31 ngày nha bạn. Thì 31 ngày tập cần nó IOTX các bạn đã bị khóa nha bạn. Rồi bạn mở ra nè. Rồi các bạn bấm nét nha bạn. Rồi các bạn bấm vào OK. Các bạn sẽ tốn một chút 0.001 IOTX nữa nè các bạn. Rồi các bạn sẽ tách với là thành công nha các bạn. Để chờ nó hoàn thành chút nha các bạn. Rồi đây chữ IOTX là thành công nha bạn. Thì sau khi các bạn sẽ tách xong thì các bạn cần copy phần link mô tả dưới video của mình để connect với dự án này rớt nha các bạn. Rồi các bạn dán cái link nó vào nè các bạn. Rồi các bạn gỡ nha các bạn. Rồi khi vào thì bấm reset nè các bạn. Rồi bấm OK nha các bạn. Rồi thì tất cả nó sẽ hiện ra một cái giấy cho tất cả bạn nè. Và địa chỉ của tất cả bạn đây nè các bạn. Thì nữa mình sẽ claim, mình đã nhận được một voi nè. Thì sau này mình sẽ claim con token RFT này sau 31 ngày nha các bạn. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.